Hello, xin chào tất cả các bạn. Đến với video hôm nay thì bên Thân Cảng sẽ giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới cũng như là những cái sản phẩm mà bên mình sẽ làm một cái chương trình giảm giá cực sâu từ 10 cho tới 25%. Thì thông thường những cái dòng sản phẩm mà máy móc thì cái biên lợi nhuận nó không có nhiều, nhưng hôm nay thì bên mình muốn đẩy cái hàng tồn kho cũng như là một số mã thì bên hãng Dewar cũng như là Stanley họ muốn thanh lý một số cái mã này, thì bên mình sẽ có mức giá cực kỳ tốt và cũng như là giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới dành cho anh em làm bên mộc trong cái video này. Đầu tiên là cái bộ combo gồm hai thân máy, máy khoan và máy bắc vít. Đây là cái combo có cái mã nó là SCHI121X2FK. Thì hiện tại cái dòng bộ sản combo này á, thì với mức giá niêm yết của hãng đó là 3.450.000, thì hiện tại bên mình đang sale bộ này chỉ còn 2.580.000, là gần như các bạn sẽ tiết kiệm được tới 900.000, giảm gần 25%. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm sử dụng động cơ có than. Bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm hai viên pin 12V 1.5A và một cái cục sạc output nó là 1.5A. Đây cái cục sạc của nó đây. Thì trang bị nó sẽ có thêm một cái thùng vali này này, rất là đẹp. Đó, cái vali này thì giá nó rơi tầm khoảng cũng 300-400.000 đó. Đó, này là muốn sốt. Về cái chi tiết thông số của hai cái dòng sản phẩm này thì đầu tiên là cái thân máy khoan đó là SCH12, thì dòng này á, thì động cơ không chủ than, cấp độ tốc độ không tải của nó là 400 cho đến 1.500 vòng trên 1 phút, và cái lực đập của nó là 22.500 vòng 500 lần trên 1 phút, sử dụng đầu kẹp 10mm đó, cho khả năng khoan gỗ là 20mm và khoan sắt là 10mm. Thì dòng sản phẩm này thì nếu các bạn khoan tường sử dụng mũi Unica thì có thể sử dụng được những cái dòng mũi 6 ly hoặc 8 ly thông thường. Rồi thì cái dòng này á, thì thông các bạn cũng đã thấy là trên bên dòng của Makita thì họ sẽ có một cái bộ combo và bán rất là tốt trên thị trường, đó là cái dòng CLX228. Thì cái thông số của hai cái mã này nó gần tương tự, thì như con mà thân máy khoan SCH12 này á, nó có mô men xoắn là 26 newton, bên cái con CLX228 Makita thì nó sẽ có cái mã HB33D thì nó sẽ có cái mô men xoắn là khoảng 28 newton, nói chung là nó chênh lệch không có nhiều. Thì đây đó, bao gồm 20 cấp trượt bắc vít này, khoan thường, khoan búa và hai cấp khoan nhanh chậm đó. Đó, các bạn có thể tham khảo. Đó, rất là đẹp. Sản phẩm của Stanley thì thân máy được bảo hành 2 năm, pin sạc bảo hành 1 năm. Rồi, đây là còn cái con bắc vít. Đây, dòng bắc vít này á, thì thông số của nó sẽ có cái tốc độ không tải là 2.000 vòng, 2.500 lần, 2.500 vòng trên 1 phút. Và cái tốc độ mà lực đập của nó là khoảng 2.500 lần trên 1 phút ha. Rồi, sử dụng chui lục giác, chui này là chui ngắn 635mm. Đó, về cái lực siết thì nó khoảng tầm 110 newton, cũng tương đương với mã CLX228 của Makita là cái mã TD110D á, đó là cũng là 110, là tương đương nhau. Đây đó, rất là nhỏ gọn, phù hợp với những anh em dùng trong gia đình với nhu cầu ít, hoặc là những anh em mà làm nội thất của công nghiệp á, thì mình không cần những cái dòng mà cái lực quá lớn thì mình có thể sử dụng cái combo này. Thì gần như là ví dụ như pin trừ pin sạc và ra với cái thùng ra thì gần như thân máy nó chỉ chưa tới 800.000 trên mỗi thân máy đó. Thì các bạn nếu có nhu cầu đặt mua thì hiện tại bên mình đang còn sẵn ba bộ này nè đó. Rồi, hai thân máy, hai pin, một sạc, cái thùng vali này thì mức giá đang sale còn là 2.580.000. Thì khi nào nó hết cái này rồi thôi, rồi nó sẽ quay lại cái giá cũ đó, cái thùng như thế này. Rồi mình cho qua ha, qua cái combo của Stanley này đó. Rồi tiếp đến là hai cái mã quạt của hãng Dewar đó. Hai cái mã quạt đầu tiên đây, cái qua đây đầu tiên là con này, để mình đưa cái thông số cho các bạn cùng xem. Đây, mã sản phẩm đó là DXF1832. Thì dòng này á thì nó sẽ có cái đường kính nó là 450mm đó, cái thân đường kính lòng là 450mm. Phía sau nó sẽ có ba cái cấp độ nhanh chậm đó. Thì bên quạt Dewar này nó sẽ có hai mã, một mã này và một cái mã lớn hơn. Thì dòng lớn hơn này nó nằm phía sau này. Dòng này thì cái đường kính nó là 20 inch, tương đương nó khoảng tầm 50 cm. Thì công suất của cái con nhỏ này á là 100W, còn con lớn nó sẽ là 120W. Thì anh em lưu ý là những cái dòng này là dạng như kiểu quạt sàn, là gần như là kiểu đối lưu gió, thì là chứ không phải là quạt mà anh em cảm giác nó sẽ không có mát so với những cái quạt thông thường. Thì nó vì cái thiết kế nó dạng che kín hai bên này bằng khung sắt, và phía sau này á thì thường á thì nó sẽ có cái quạt á thì nó sẽ hút ở phía sau thổi ra phía trước. Cái dòng này nó vừa thổi cả hai hướng luôn, nên cái lực nó sẽ chia ra, thì nó sẽ phù hợp đối với những dùng trong xưởng này, nhà hàng, thì nó dễ đối lưu cái không khí đó. Thì các bạn có thể sử dụng những cái dòng quạt này. Thì hiện tại á, cái dòng mà mã nhỏ là DXF1832 này thì mức giá niêm yết đó là 2.985.000. Thì bên mình đang sale của dòng này mức giá là 2 triệu
500.000 mà mỗi con thì số lượng một con ha. Còn cái dòng lớn là mức giá là 3.450.000 thì bên mình giảm nó còn 3.000.000 đó. Nói chung là giảm tiết kiệm mỗi con là khoảng tầm 450.000 đó. Đây để mình gắn thử cho các bạn cùng xem. Đây đó, ba cấp nó nằm phía sau này. Đó, cấp số 1 này, số 2 này, đó, số 3. Đó, ví dụ như bạn để cái tay phía sau này nè, là có cái lực gió nhẹ nó thổi ra phía sau. Nói chung là dùng để đối lưu hai bên, thổi cái khí cái mùi hôi hoặc là cái khí nóng á, để cho nó thông thoáng ở trong sữa hoặc là bếp ăn. Đó. Cái điểm đặc biệt, ưu điểm của cái dòng này á, là nó sẽ sử dụng cánh quạt bằng sắt, nên thành ra là khi các bạn có bị ngã hay là va đập thì nó sẽ không có bị gãy vỡ như so với những cái dòng mà cánh quạt bằng nhựa. Đó, nếu anh em muốn mát hơn thì mình thấy ở trên hội á, có mấy anh em bên dealer thì họ sẽ thay mua những cánh quạt nhựa này để cho nó 3 cánh hoặc 5 cánh để cho nó mát hơn tí xíu. Đó, đó các bạn lưu ý ha, có hai mã, đó là mã nhỏ thì 2.985.000 giảm còn 2.500.000, còn cái mã lớn là 3.450.000 giảm còn 3.000.000, số lượng một con ha. Đó, con này thì đường kính lòng quạt là 450mm, còn con phía sau nó là đường kính 50, để mình bưng ra đây luôn. Đó, nói chung thì nó không khác gì nhiều hết, chỉ có khác nhau về đường kính, công suất tí xíu và cái chân thôi. Cái con này lớn hơn thì nó sẽ có hai chân, công suất nó là 120W, còn con này là công suất nó là 100W. Đó, được bảo hành chính hãng 1 năm. Đó, con này thì cánh quạt màu đen bằng sắt, con kia là màu vàng thôi. Đó, tay cầm xoay 360 độ mình điều chỉnh cái núm vặn ở đây. Rồi xong cái hệ quạt thì mình nói luôn thêm một cái con quạt của Stanley nữa. Cái con này thì mình để kho mà cũng quay úp mắt. Đó, bây giờ mình quay cho các bạn cùng xem. Đây. Rồi tiếp đến là một cái mã của quạt đứng của hãng Stanley, mã của nó là mã đâu rồi đây. SLF30461T, biết cái mã gì mà nó dài dữ. Thì dòng này á, thì nó sẽ có cái công suất là 90W và công suất tối đa nó là 105W. Thì nó sẽ có 3 cấp độ và thì nó cũng giống như những cánh quạt thông thường thôi. Thì tuy nhiên thì nó sẽ được sử dụng là cánh quạt sắt. Đó, 3 cấp cấp độ ở đây. Quạt này thì cực kỳ mát luôn. Rồi, cái phần thay đổi chiều quay và chiều đứng thì nó sẽ sử dụng cái công tắc ở trên này. Đó, vậy thôi. Thì chiều cao tối đa thì nó rơi tầm khoảng 1.3 ha. Thì hiện tại với mức giá bên hãng niêm yết là 2.150.000 thì hôm nay bên mình sale và dòng này chỉ còn 1.600.000, số lượng một con. Nói chung là để anh em có cơ hội sử dụng những cái dòng sản phẩm chính hãng với mức giá tốt trong cái mùa nắng nóng này. Đó, thì nó sẽ đóng gói thì những cái chân này nó sẽ tách rời. Đó, toàn bộ là sẽ được sử dụng ống này là ống sắt phi 27 này. Đó, rồi sơn tĩnh điện. Đó, ba mức chỉnh cấp độ trong này. Đó, vậy thôi. Đó, anh em lưu ý là mức giá sale này anh em vẫn được áp dụng hỗ trợ trả góp bên Tân Cảng qua công ty tài chính Funding ha. Đó, anh em cứ tham khảo. Đó, 1.600.000 số lượng một con, còn hết thì với mức giá 2.150.000. Rồi, đó là những cái dòng sản phẩm sale của bên Dealer và Makita. Rồi tiếp đến là một cái combo máy xịt nước dùng pin của hãng Wolves. Tiếp đến một cái mã sản phẩm mà khuyến mãi cuối cùng trong chương trình hôm nay là một cái dòng máy xịt rửa dùng pin thì dòng 20V của hãng Wolves, mã sản phẩm nó là WX630.9.5. Đây là một cái dòng sản phẩm là bên mình đánh giá cũng rất là cao. Thì dòng này á, thì mình có thể sử dụng trong cái việc mà vệ sinh máy lạnh này, hoặc là những anh em mà đi dã ngoại á, thì mình có thể sử dụng một cái combo này với mức giá bên mình sale thì mình đánh giá rất là tốt. Thì mức giá thì trước nay á, là nó khoảng tầm 5.670.000, thì hôm nay bên mình là giảm giá với mức giá tròn đó là còn 5.1 triệu, là giảm nó khoảng tầm 12%. Là không những giảm mà bên mình còn sẽ tặng thêm một cái bộ phụ kiện này, là phụ kiện này á, thì là nó sẽ kết nối được với một cái chai lít rưỡi của chai Pepsi, chai Coca này, để các bạn mà có thể sử dụng đi ngoài trời á, mình sẽ đổ nước trong đây mà mình bỏ cái này để mình thao tác di chuyển cho nó cơ động. Đó, thì cái này nó 165.000. Đó, thêm 165.000. Đó, thì về cái thông số của dòng sản phẩm này á, thì nó sẽ có ba những cái chi tiết như sau. Đầu tiên á, là sẽ trang bị cho các bạn một cục sạc, đó là 20V, output của nó là 2.0A. Rồi một cục sạc 20V 4.0A, đó, bạn kết nối vào trong đây. Đó, thì dòng này là mã cam, là mã của gia đình của hãng Wolves. Rồi, về chi tiết tiếp theo đó là những cái bộ phụ kiện là đi kèm trong đây, nó sẽ có cái túi để đựng nè. Rồi, một cái ống dây để các bạn có thể kết nối vào trong máy, cũng như là mình thả vào trong xô nước nè. Cái này mình thả vào trong xô nước.
này kết nối với súng xịt rửa, rồi một cái đầu xịt bọc tuyết để các bạn có thể xịt xà bông các kiểu. Rồi bên Wolves thì nó sẽ cho một cái bạn một cái chai dung dịch xà bông luôn đó, dung tích nó là 150 ml. Rồi thì dòng này thì nó sẽ có cái áp lực ra nó khoảng tầm 350 psi, là tương đương nó khoảng tầm 25 bar. Nói chung là so với những cái dòng máy điện thì các bạn có thể thấy là cái lực của nó thì nó sẽ thấp hơn khoảng tầm 4 lần. Nói chung là nó sẽ rất là phù hợp nếu các bạn mà xịt rửa như những cái lồng mà lưới của máy lạnh này, hoặc là anh em đi dã ngoại thì mình có thể xịt rửa xe rồi để cho anh em có thể thao tác cơ động, hoặc là anh em tưới cây cũng được. Thì bên Dewar thì sẽ có một cái mã đó là khoảng 550B, thì mức giá của thang máy không đấy thì cũng đã hết 4,5 triệu thôi. Tuy nhiên thì bên mã của Dewar thì cái công suất nó sẽ cao hơn, nó khoảng tầm 550 psi, là tương đương khoảng tầm 353 đó. Nói chung là hơn con này khoảng tầm 13. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu các bạn sử dụng cái combo này thì mức giá 5,1 triệu bên mình đang sale thì cũng khá là ok. Nói chung là mức giá này phù hợp để anh em có thể tiếp cận được một cái combo đầy đủ luôn, pin sạc và những cái phụ kiện đi kèm đó. Đó, mức giá 5,670 và giảm còn 5,1 triệu. Đó, tặng thêm một cái đầu kết nối với bình Coca 1,5 lít. Đó, trị giá là 165.000 và vẫn hỗ trợ trả góp, và nếu anh em có thể cà thẻ cũng được. Đó, đó là những cái sản phẩm mà bên mình khuyến mãi trong hôm nay. Rồi, ngoài ra thì sẵn đó thì một số mã sản phẩm mới thì bên mình vừa mới về thì các bạn có thể tham khảo trong đây luôn. Trước khi qua cái video nối tiếp luôn, vì giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới về thì sẵn đây thì mình xịt thử trên cái dòng này để cho anh em cảm nhận được cái độ mạnh yếu. Nếu mà công là mình nhận hàng rồi mình báo cái này không phù hợp thì lại cũng mất thời gian hai bên. Rồi vô ha. Đây, ra đây của mình. Đây, ra đây. Đó. Thì đó, các bạn thấy không? Cái này nè, rất là tiện. Những cái dòng khác trên thị trường thì không có cái hãng nào thì họ sẽ làm được cái này. Đó. Thì cái đầu này bên mình tặng kèm trị giá 165 nè. Đó. Các bạn kết nối thì đầu này là đầu nghề nhanh đó. Các bạn lưu ý là khi các bạn gài xong thì mình cố gắng mình cầm cái chai này luôn đó. Đó, để cho mình đảm bảo được cái không có bị ngã với lại này đó. Đó, rồi đây, đây đó, mình đang để chế độ tia số 0 này đó. Đó, các bạn thấy không, rất là mạnh này đó. Để mình zoom ra cho các bạn thấy được cái đây cái điểm nối giữa nó đó. Nói chung là để vệ sinh những cái lưới lọc hoặc là mình xịt lốp rồi đó, ok. Đó, mình bóp xí là hết nửa bình này. Rồi mình chuyển qua chế độ không độ rồi nè. Chế độ phun mà dạng tia. Đó, dạng tia này, cái đầu này, chỉnh này. Đó, dạng tia để tưới cây này. Đó, tưới cây. Đó. Rất là hay. Nói chung là phù hợp những cô chú hoặc là những cái chị em mà mình tưới trong vườn mà ở vị trí xa mà mình không thể kéo dây điện thì mình có thể sử dụng cái này. Đó, mình xách đi mình tưới. Đó, tưới. Tưới đó. Rồi chuyển qua chế độ 40 độ này. Nó sẽ có chế độ 40 độ này, 25 độ này, 15 độ này và 0 độ. 0 độ là nó mạnh nhất. Đó, mình để chế độ 40 độ này. Đó. Nó đang bị nghiêng. Rồi bây giờ mình đổ đầy thêm một lượt nữa này. Đó, cái bình lít rưỡi này. Rồi mình chỉnh chế độ mạnh nhất để mình bắn thẳng vô cái cây đó để coi trong nó hết cái bình này trong bao lâu ha. Đây. Đó. Đó, cũng rất là mạnh ha, nè, thịt này, đó. Đó. Đó, cạn bình luôn nè, ghê không? Chút xíu rồi đó. Đó, dòng này là 25 bar ha. Đó, nếu anh em đặt mua thì cứ liên hệ bên mình. Rồi vô tới những sản phẩm mới ha. Đây là những cái dòng mã sản phẩm mới phục vụ cho anh em làm mộc hoặc là anh em xưởng mà CNC á, thì nhiều anh em hay hỏi những cái dòng mũi xoắn mà size 3 ly, 4 ly, 5 ly. Thì hôm nay mình vừa mới về, thì trước nay thì bên mình chỉ nhập mỗi size 6 hoặc 8 ml. Thì đối với cái dòng size 3 ml mà dạng xoắn thì bên mình nhập hai size, đó là size 3x15 và size 3x12. Thì đây là hai cái dòng size phổ biến nhất. Thì dòng size 3 ml thì bên mình không có nhập cái size lớn quá, ví dụ như
Rồi những cái dòng size lớn quá thì nó hay dài quá, nó sẽ hay bị gãy mũi. Nó sẽ có cái size mà 18, 20 nữa, mà do hiện tại bên hãng Tidaway họ đang hết, nên thành ra trước mắt thì bên mình về hai size là 15 và 12mm cho dòng mũi 3mm. Rồi đối với cái dòng mũi 4mm thì bên mình sẽ có 3 size, đó là 15, 20 và 22. Đây, cái dạng mũi xoắn đây. Về mức giá những cái dòng sản phẩm này thì bên mình sẽ cập nhật sau ha. Vì do cái này sản phẩm mới thì các bạn chưa có làm giá. Đây, sử dụng code 12.7. Đó, mũi xoắn này. Đó, size này size 4 ly, chiều dài nó là 20mm. Đó, 3mm thì sẽ có hiện tại là 12 và 15. 4 thì nó sẽ có 15, 20, 22. Rồi 5 thì bên mình có hai size, đó là 15 và 20. Đây, để mình mở luôn cái size 5mm cho anh em xem cái mũi. Đó, mũi này là mũi mã TCT ha. Đó, sử dụng code 12.7 chuyên cho những dòng CNC. Đó. Đây, đó. Rồi, đó, nên anh em nào có nhu cầu đặt mua những cái dòng mũi này thì anh em tham khảo ha. Đó. Giờ mình sẽ mở một cái mũi ra cho anh em cùng xem ha. Đó. Dòng này là dòng TCT này. Đó, size mình đang lấy là size 4x22. Đó, 4x22 này. Đó, dạng dao xoắn. Tiếp đấy là cái bộ cử hỗ trợ gắn liên kết cho những cái dòng vít âm liên kết. Thì nếu mà các bạn tham khảo những cái bộ cử mà dùng máy phay á, mà dạng mà liên kết của hãng Đông Trang á, thì mức giá nó cao quá, nó hơn 2 triệu mấy lận, thì mình có thể tham khảo cái bộ cử này. Thì mình sẽ kết hợp cái máy phay mình gắn vào trong đây. Cái này thì mình sẽ điều chỉnh bằng cái lục giác có đi kèm ở trong đây, và một cái mũi 11mm. Đó, thì các bạn có thể thay đổi cái độ ra vào của cái này để phù hợp cho cái độ dài ván, hoặc mình đặt cái máy phay mình đẩy thôi. Nó dạng như kẹp vô cái cạnh này, cạnh bàn này. Đó, mình trượt đây. Đó, nó sẽ tiết kiệm hơn. Thì cái bộ cử như thế này bao kèo gồm những cái lục giác và mũi đi kèm, thì với mức giá là 415.000. Đó, nó sẽ gồm cái khóc chay và cái đáy. Mặt dưới này nó sẽ sử dụng bằng cái nhựa barcade này này. Đó, sử dụng những cái nhựa này cũng rất là cao cấp. Này, mình thay đổi cái độ ra vào để cho phù hợp cái độ dài ván. Đó, cái vít âm đây, vít âm liên kết thì bên mình cũng có bán luôn. Đây, nó sẽ có hai loại, loại một chiều và loại hai chiều. Đây, đó, cái này là loại một chiều này, này là loại hai chiều này. Đó, rồi ha, đó, qua, wow. Rồi một cái bộ nữa, đây là cái bộ canh chỉnh lưỡi cưa dành cho những anh em mà muốn canh cái lưỡi cưa vuông góc 90 độ so với cái trục máy hoặc là cái mặt máy đó. Đó, cái này cơ chế thì bên mình sẽ làm cái video hoặc là làm mô tả sau. Thì trong này thì không có sẵn cái máy cưa để các bạn tham khảo. Nó sẽ có những cái bộ canh cử. Đó, chất liệu nhôm là 6061 phủ anode nè. Đó, video thì mình sẽ xin phép là hẹn update ở trên website hoặc là video ngắn để các bạn tham khảo. Rồi, mức giá cái này thì chưa có bao nhiêu đây. Giá con này thì chưa có, để mình update sau. Rồi, rồi thêm vừa mới mua về thêm một cái bộ đục gồm 6 chi tiết của hãng Kurukuri. Đó, hơi khó đọc ha, Kurukuri. Đó, mà made in Japan. Đó, trong này nó sẽ có 6 chi tiết. Đây, nó sẽ bao gồm từ 6, 10, 13, 19, 25, 32mm. Thì mức giá đang bán đó là 2.220.000, bao gồm 6 cái chi tiết đục như thế này. Đây, mình lấy một cái mũi size này là size mấy đây? Sau này chắc size 16mm để cho các bạn tham khảo. Đó, trong này nó sẽ có miếng nhựa nữa chứ. Cũng là có miếng nhựa nữa để bảo vệ cái lưỡi. Đây. Size này là size 19mm. Đây, chất thép nè, chất thép của Nhật rất là bén. Đó, cái này là anh em sưu tầm để mình đục những chi tiết nhỏ hoặc là mình trang trí cũng được. Đó, 6 chi tiết 2.250.000, thì tính ra một cây thì nó rơi tầm khoảng chưa tới 400.000. Đó, đẹp ha. Cán thì nó sẽ bằng nhựa này, thân trên này bằng nhôm. Đó, này thì trong này họ sẽ có tán ở trong này. Đó, chui này. Đó, 6 chi tiết. Đó, đẹp không, bóng loáng luôn. Rồi, lướt qua ha. Rồi, nó sẽ bựng trong cái hộp này, túi vải này rất là đẹp. Rồi, đây là cái hộp của nó nè. Đó, Kakuri. Đó, cái sản phẩm cuối cùng đó là cái bộ đột dùng hơi. Thì trong này thì vào trước thì bên mình cung cấp một cái bộ đột dùng hơi size 15mm để anh em có thể che được những cái lỗ ốc cam. Thì bây giờ thì mình về một cái bộ là tích hợp 2 trong 1 luôn, là size 8 ly dành cho lỗ vít và size 15mm luôn, tích hợp ở trong đây luôn.
thì cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Thì anh em có thể canh chỉnh những cái này để điều chỉnh hơi sao cho nó phù hợp, để cho cái khi mình đột quá thì nó không có bị văng nhiều quá. Đây, mình bỏ cái size bản lớn này vào nè, đó, bấm thôi. Do nó hơi ngược hướng này các bạn xem đó. Cái đầu tiên này, cái thứ hai này, đó. Nó ra này, đó. Đó, là size 15 mm, rồi mình đẩy tới. Đó, 15 mm này, rồi. Size 8 ly này, chỉ qua đây thôi. Cũng bạn đó luôn. Rồi. Do cái size 8 ly này thì nó hơi nhỏ này thành ra là dễ bị văng. Đó, không văng mất tiêu rồi. Đó. Đây, cái size 8 ly đây. Đó. Đó, bộ này thì bên mình đang bán với mức giá là 920.000. Đó, anh em tham khảo thì mình có thể đặt mua. Thì cái này thì nó sẽ có 4 cái lỗ vít thì anh em vít ở trên cái lỗ bàn. Thì cái này mình kết hợp và mình gắn sẵn dây rồi. Đó. Thì anh em về thì mình kết nối với máy nén khí thôi. Đó. Đó, cơ chế cũng rất là đơn giản. Đó, xoay các hướng cho anh em xem. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu anh em mà có nhu cầu mua những cái dòng sản phẩm hoặc là những cái sản phẩm mà bên mình đang khuyến mãi thì anh em liên hệ sớm ha. Còn những cái dòng sản phẩm mới như mũi CNC hoặc là những cái bộ cử thì bên mình sẽ sớm update ở trên website tangcangdeco.com. Còn những anh em mà trực tiếp ở Đà Nẵng thì mình cứ ghé cửa hàng 105, 107 Phùng Hưng, Hòa Minh, Liên Chiểu để trực tiếp mua để cho nó nhanh gọn luôn. Còn những anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ giao hàng cũng như là thanh toán từ xa qua thẻ hoặc là trả góp qua funding không lãi suất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Bye bye.